Chào các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục chế cháo cái món vỏ âm ly này. Đấy đây mình hôm vừa rồi mình đã hoàn thiện xong. Mình đã hoàn thiện xong cái mặt sau của nó này. Đấy, cái mặt sau của nó như này nhá. Bây giờ mình sẽ đục lỗ để mình làm nốt cái mặt sau.
đây nha các bạn nhé. Sau một hồi chế tạo này, sau một hồi chế tạo mình đã chế tạo được xong cái mặt mặt đằng sau phía sau của âm ly này. Đấy các bạn nhìn thấy lỗ cắt lỗ đục rất là chính xác, cực kỳ chính xác luôn. Đây các bạn lo các thiết bị mình sẽ lắp vào nhé. Đây ví dụ như cầu chì đây nhá. Đây các bạn xỏ vào này, lỗ vào. Đấy, các bạn thấy cầu chì chưa? Cầu chì xỏ vào đây nhá. Các bạn vặn ốc bên phía trong này, bắt ốc phía trong này. Còn dây tí mình hàn lại sau. Cầu chì này nó hơi cũ rồi nhưng mà thôi kệ, mua hẳn bộ cầu chì mới đó thì tuyệt đẹp. Đấy nha các bạn, vặn này. Đấy, vặn vặn cầu chì này. Đấy, thấy đẹp chưa? Cầu chì đây nhá. Đấy, còn bên cạnh này, bên cạnh này nó có núm nguồn này. Các bạn bắt núm nguồn vào đây nhá. Đấy, bạn đặt vào này, xỏ vào. Ok chưa? Đấy, núm nguồn đây nhá. Đây mình xem lại cái núm nguồn đây các bạn. Đấy, đây và nó chỉ cần có hai con ốc chốt của nó ở đây thôi, bắt hai con ốc chốt đây là xong. Đấy, còn cái rắc ra loa này, rắc ra loa này cũng vừa in luôn này. Đấy, đây rắc ra loa nhá, có hai lỗ hai bên này, mình quên chưa đục tí, mình đục sau cũng được, cái này đục dễ mà. Đấy, rắc ra loa này các bạn bắt vào đây, rắc ra loa này nhá. Đấy, còn chỗ này là mình làm cửa chớp, mình làm luôn bộ cửa chớp đằng sau này để cho nếu mà cái ấy của mình nó có nóng ấy, nó tỏa nhiệt đằng sau này nè. Đấy, hoặc là ít nữa mà mình muốn bắt thêm quạt nguồn ở đít này cũng được, các bạn có thể bắt được thêm quạt nguồn vào đít này để các bạn thổi gió ra. Đấy, nếu mà vừa quạt nguồn thì các bạn lắp thêm quạt nguồn ở đằng sau đít này nữa, còn nếu không thì cũng không cần thiết. Đấy, mình làm này cho thoáng này để cho nó cho biến áp ấy, cho thoáng cho biến áp nó tỏa nhiệt ra đằng sau. Phía sau đây là nguồn cắm này. Đấy, độ chính xác rất là cao nhé. Đây, đục cái này độ chính xác rất là cao. Và cái đây là lỗ cắm rắc các rắc đầu vào với đầu ra của âm thanh này. Đấy, thì đây cái đầu vào đầu ra của âm thanh. Cái của mình nó hơi cũ rồi, nhìn nó hơi xấu, nhưng mà nó sẽ vừa in nhé. Đấy các bạn, cắm vào như thế này. Đấy, và các bạn chỉ việc chốt 1, 2, 3 con ốc vào đây là ok, là xong. Đấy, thế thôi, tí nữa cái này mình sẽ chốt ốc vào đây. Và cái này chốt vặn ốc vào là xong. Cái này cũng thế, là xong cái mặt sau của con âm ly nhé. Đây, để tí nữa mình lắp luôn xong mặt sau, mà mình còn phải cắt khung nhôm ở bên trong này nữa, nhưng mà mình chưa cắt được khung nhôm ở trong. Đấy, mặt nó như thế này. Đấy là mặt sau. Mặt sau mình tiếp tục mình chế tiếp cái mặt trước của nó nữa là xong. Đấy các bạn, nom là mình chế các lỗ với các đường nét của nó rất là tinh tế. Cái này là do các bạn làm, các bạn sáng tạo thôi, thì các bạn nó có thể chế được rất là nhiều kiểu, rất là nhiều kiểu mà rất là đẹp. Đấy, thì là cái mặt sau của nó ở đằng sau như thế này. Đấy, mặt sau của nó là như thế này. Đấy, và còn mình chế nốt cái mặt trước nữa với hai cái bên cạnh nữa là xong, hai cái bên sườn nữa là xong.
Và cái nắp ở trên này mình sẽ làm nắp nó sẽ trên này nó sẽ mở ra rất là dễ. Mình làm hết xung quanh này xong bên trên này mở ra, các bạn chỉ việc lấy tay kéo nhẹ này là nó sẽ ra. Đây tiếp nhé các bạn nhé. Đây hôm nọ đây nhá, mình đã làm xong, mình làm xong cái tấm đáy của nó rồi này, tấm đáy này nhá. Đây mình bắt hết các cái đồ này vào rồi này. Đấy thì mình đây để mình hướng dẫn các bạn là làm cái khung nhôm cho nó. Đây các bạn là cắt khung nhôm nhé. Bạn cắt khung nhôm này, các bạn làm khung nhôm ở bốn phía này, giống như đây. Đấy, sau đấy mình sẽ lắp đấy, cái đây là bit của nó này. Đấy các bạn lắp cầu chì nhá, lắp mình hàn dây vào đây rồi này. Đấy mình hàn dây vào đây rồi. Còn cái này lắp sau, cái này vì nó liên quan đến cái tầng đằng trước này. Đấy bây giờ mình sẽ lắp ráp nhé. Đây các bạn để ý này, các bạn cắt lỗ nó có sẵn đây này. Đấy. Thì các bạn chỉ việc lắp vào thôi. Các bạn làm cái này lắp rất là dễ nhé. Đấy mình sẽ lắp xỏ vào bốn cái ốc này. Và cái nhôm ấy, cái nhôm này này, các bạn talogen các đầu nhá. Bạn talogen hai đầu này. Nhôm talogen hai đầu. Và đấy mình sẽ dùng ốc. Đấy các bạn dùng ốc lục giác. Các bạn dùng ốc inox cho đẹp. Đấy mình sẽ bắt hai cái bên này. Đây. Bạn lưng lên xoáy cho nó vừa cái lỗ của cái nhôm mình nhá. Đấy, nó như này này. Đấy các bạn xoáy hai này vào trước này. Đấy hai bên này vào trước để cho nó cân đấy. Đấy, sau khi nó cân như này rồi nhá. Còn mấy cái ốc ở giữa này các bạn các cái ốc ở giữa này có thể các bạn lắp các ốc trang trí nhé. Trang trí thì tùy các bạn dùng loại ốc nào cũng được. Loại ốc nào nó đẹp thì các bạn trang trí vào. Thì ở nhà mình có sẵn ốc mũ này nên mình sẵn mũ này, ốc mũ này nên mình bắt luôn ốc mũ vào. Đấy cái mặt sau của nó đây các bạn thấy rất là nét này. Đấy mặt sau mình làm đây nhá. Đấy tí lấy cái đầu lục giác siết ốc mặt vào này. Đấy chỗ này lỗ cắm này, chỗ này này là đường ra loa này. Âm dương này, âm dương. Dương âm này, đấy, đường ra loa. Cầu chì chỗ này là chỗ tỏa nhiệt của biến áp. Còn bên đằng này là nữa là một loạt đường ngõ vào với ngõ ra của âm thanh này. Đấy. Thế là xong cái bit, cái mặt bit nhá. Đấy các bạn nhìn thấy mặt bit này, nào rất là chắc chắn. Đấy sau khi lên khung, sau khi lắp khung nhôm vào rồi này, rất là chắc luôn. Rất là chắc chắn luôn. Rất là đẹp và chắc chắn. Còn hai tấm đây cắt sẵn hai tấm mặt bên nhé. Mặt bên đây thì các bạn cắt nó vừa như thế này. Đấy mà các bạn cũng ghép vào thôi. Đây mặt bên này mình ghép, mình xỏ vào đây này.
hãy xỏ vào đây nhá, xỏ vào. Sau khi các bạn xỏ vào rồi các bạn sẽ chỉnh, điều chỉnh cái tay mình, điều chỉnh làm sao cho nó khít này. Đấy, nếu nó chưa khít các bạn nới ốc của các cái con, nới ốc của các khung nhôm bên dưới này ra nhé. Các bạn đẩy làm sao cho nó khít. Đấy, nó khít vào như thế này. Khít vào rồi các bạn đẩy tay đây cho nó khít này. Đấy, khít như này và chúng ta sẽ chốt ốc lại. Vì mình làm như thế này mình vẫn có thể điều chỉnh được, vặn như này vẫn có thể điều chỉnh được rất là tốt. Đấy, còn bên trên thì nhá, đây tiếp tục là bên trên này, thanh có hai thanh nhôm trên này, hai thanh nhôm trên nắp này nhá, để mình làm cái nắp ấy, cái nắp mình trượt, nắp trượt trượt từ đằng sau này trượt ra này. Đấy, còn phía mặt hoàn thiện nốt phía mặt ngoài này nữa là xong. Đây ốc, đây nó có ba con ốc nhá, ba con ốc ở đây như này. Tan ốc như này, bạn xỏ xỏ nhôm vào nhá, nhôm mạ tallogen xỏ vào này. Đấy, nó vừa như này luôn. Sau đấy các bạn bắt ốc vào thôi. Đấy, ta xoáy ốc vào này. Thì mình sẽ chế làm sao để, đây này, bạn lưu ý nhé, chế làm sao để cho chỗ này nhá có ốc tallogen này. Đấy, ốc tallogen đây để mình lắp cái mặt ngoài nữa. Đấy, mình sẽ có 4 con đây rất là chắc. Đấy, thì cái mặt đằng sau này nhá các bạn, là đây là nếu mà trường hợp ở đây nó chưa nó hở khe này nhá, hơi hở khe một tí này nhá, thì các bạn chỉ việc bắt cái sườn này vào thôi. Bạn bắt sườn này vào, bạn bắt con ốc vào đây nữa là nó sẽ cực kỳ là chắc chắn luôn, nó sẽ không, nó khe, các khe của nó sẽ im đét luôn chứ nó không hở tí nào luôn. Đấy, các bạn thiết kế các bạn phải tính toán được, các bạn tính toán đấy, tính toán hết cái bên dưới bên trên này nhá, điều chỉnh nhá làm sao cho khe nó vào in đét. Đấy, và mình đây con, bạn sử dụng con mình muốn cái này nó chắc vào, các bạn có thể vào, các bạn hơi siết vào một tí để cho nó giữ, hơi siết này lại một tí nó giữ. Sau đấy các bạn ép con ốc đằng sau đít này vào này. Đấy, đấy con ốc sau đít này các bạn, bạn lục ra ép vào nhé. Đấy, nó khít luôn. Bạn dùng lục giác đấy. Đây, cái lục giác của nó đây này. Bạn siết vào. Đấy, khít vào nha, cực kỳ chắc chắn luôn này. Đấy, mặt sau đấy bạn nhìn, thì mặt sau của nó như thế này. Đấy, mình lắp nốt cái mặt bên này. Mặt bên này thì đây, cũng như thế, tương tự như thế các bạn đưa nó vào thôi. Nha, các bạn đưa vào, các bạn là siết ốc vào. Thì là muốn cho nó cân nhá, thì các bạn cứ vặn hết các ốc vào, các bạn xong hay để các bạn hãy siết sau. Bởi vì các cái đầu ốc này nó liên quan đến nhau mà. Đầu ốc này nhá, nó liên quan đến nhau hết nhá. Đấy, để nó tạo thành cái hình vuông. Đấy, đây liên quan đến nhau ấy.
đấy, mà khi mà bạn này, các bạn vặn được cái con ốc này đấy, ví dụ như nó nếu mà để bình thường nhé, nó lệch như này đấy, các bạn sẽ không bắt được ốc đấy, các bạn phải đẩy tay lên làm sao cho nó vuông hết như thế này, vuông như thế này thì các bạn mới có thể vặn được đấy, và vặn vào đấy nhá, vặn vào mà in đét này. Đấy, các bạn nhìn những cạnh ở dưới này, cạnh ở dưới này nó rất là vuông, vuông vắn. Đấy, mấy con ốc này siết sau cũng được, vì mấy con ốc này nó liên quan đến cả mặt trước này, mặt trước này ít nữa mình nắp lốt cái mặt trước này xong đấy mình mới siết một loạt các ốc này mình mới siết lại. Đấy thì nó đã xong rồi, còn chỉ còn mỗi cái mặt đằng trước này nữa là xong đấy. Lắp trên này nhá, lắp trên này nó sẽ, đây mình để hở khe đây để mình sẽ trượt, lắp trên mình sẽ trượt trượt từ phía sau này, trượt vào này. Đấy. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy rất là đẹp và rất là ngon lành. Cửa sổ thông gió, cũng là vặn loa, bốn núm vặn loa, dây ra loa, chỗ này rắc cắm nguồn, cầu chì đây có thể vặn ra thay, đấy, vặn ra thay này, đấy. Đấy, còn mỗi cái đằng trước nữa thôi là đây, còn mỗi cái mặt trước này nữa là hoàn thiện, mặt trước này nữa là hoàn thiện nhá. Thì mình các bạn là đăng ký kênh theo dõi, mình sẽ lại tiếp tục làm video tiếp theo. Đấy, bốn cái chân này, bốn chân của nó đây đấy. Thank you.